việc hắn yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè bên thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. cùng nhau trong lớp trong trường.
ca khúc ca xung vầy, gặp lại nhau xin bao mừng vui dòng ký ức tuổi hoa niên. 35 năm ngày ra trường, hôm nay thực sự rất vui vẻ được đón các quý thầy cô cùng tất cả các bạn bè có mặt trong buổi hôm nay. Tôi thật xúc động khi đang đứng trên chiếc thuyền ở tại trung tâm du lịch đảo Chè, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vậy tôi đến đây với mục đích gì, cũng như các bạn, đó là nhớ đến lời tiên của thầy cô đã dạy dỗ chúng ta những người, nên chúng ta dành thời gian và ngọc để đến với chương trình hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức và những người làm chương trình, xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô, các bạn bè chúng ta đã có mặt trong buổi hôm nay. Xin chia mặt đầu tay được không ạ? Xin chân thành cảm ơn. Nhớ trong ngày xưa cùng đùa vui bên góc phượng hồng, dù thời gian đi nhà cố thừa. Đẹp biết bao những tấm hôn cao quý, như con ong tìm hương người ngọt ngào. Lấy bạc đã khắc sâu ta ướm mầm gieo hạt, dân đời bao quả ngọt vì sự nghiệp trong người. Đem câu hát người ơi trọn lời ước nguyện, dưới mái trường xinh sáng tươi trắng rào ăn. Quên gian lao đi xây đẹp cuộc đời, ở nơi tựa biển khơi nghĩa nay như trời rồng. Làm công rèn luyện lực lượng được lên người, vì cuộc sống đẹp tươi tương lai rạng rỡ. Các em ơi, dưới nhành hoa phượng đỏ, trang sách mở trang đời, nhìn ánh mắt đàn em thơ rạng rỡ nụ cười, dâng trào một niềm vui của thầy cô giáo. Vì một ngày mai đời hoa thơm trái ngọt, nguyện làm kìa con tăng rụt ruột nhà thân. Mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua, đây chúng ta vui ngày họp lớp, bên nhau ta hát ca ôn lại kỷ niệm xưa, ta kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày ấy. Tuổi học trò hồn nhiên như mãi vẫn còn đây, qua bao nhiêu tháng năm thăm lại trường xưa, nghe như vang đó đây tiếng giảng của thầy cô. Ôi tiếng ve ngân nga lòng ta càng nhớ, hồi mình học cùng nhau chung lớp chung trường. Bạn bè ơi, chúng ta về đây cùng hòa ca khúc ca xuân vầy, gặp lại nhau sẽ bao mừng vui dòng ký ức tươi hoa niềm quay về. Bạn bè ơi, cùng đùa vui bên góc phượng hồng, dù thời gian
ngày đã qua. Dù thời gian có trôi thật xa, mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua. Dù thời gian có trôi thật xa, mãi chẳng quên những tháng ngày đã qua. Gặp lại nhau xếp bao mừng vui, dòng ký ức tuổi hoa niên quay về. Bên hàng phương vĩ có mái trường thân yêu, nơi chập cánh ươm mầm xanh trí tuệ, là bó đuốc thắp sáng những ước mơ cho những hành trang vững bước tương lai. Hoa nắng lung linh reo vui tà áo trắng, hình bóng thầy cô vẫn trên bục giảng, bao bạn bè sẽ nhớ mãi không quên lời thầy cô ta khắc mãi trong tim. Trường yêu ơi, mai ngời sáng tương lai, ươm những mầm xanh lớn mạnh không ngừng, những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Dòng sông xanh vươn ngọn sóng khơi xa, câu dân ca nặng tình quê nhà. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới cho quê hương đất nước rạng ngời. Sự tái ngộ thân thương sau 35 năm xa trường, xa lớp, xa thầy cô, bạn bè, tình mình ấy để cho chúng ta có kỷ niệm buồn vui suốt bao năm tháng. Cắp sách tới trường, khi chia tay nhau, mỗi chúng ta, mỗi người một niềm thương nỗi nhớ, nhớ về trường xưa bạn cũ. Trong 35 năm ấy, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, chúng ta một phương trời khác nhau. Có bạn mưu sinh tại quê nhà, còn có bạn ra thành phố lập nghiệp, để rồi từ xót thẳm trái tim ấy, ngày xưa cũ là thôi thúc chúng ta gặp lại nhau thật đông vui trong buổi hội ngộ hôm nay. Đã được rưng rưng nhìn nhau và hạnh phúc, mà lăng lăng quên đi những kỷ niệm ngọt ngào thời cắp sách đến trường, chung bàn chung lớp. 35 năm đằng đẵng đã vương vấn biết bao bụi trần trên vai mỗi chúng ta. Có ngày hội ngộ, tất cả đều bạn hiền thân mến, thật đáng quý biết bao. Đã tôi tựa đoạn thơ nói về cảm xúc của lòng mình. Bạn bè cũ 35 năm gặp lại, bỗng ngỡ ngàng chẳng nhận lỗi ra nhau. Tuổi thất chồng hơn nửa thế kỷ còn đâu, còn gặp lại buồn vui cùng chia sẻ. Thật vậy, buổi hội ngộ hôm nay là dịp để chúng ta tri ân thầy cô đã dạy dỗ chúng ta nên người có ngày tỏa sáng hôm nay. Về dự buổi hội ngộ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía quý thầy cô, thầy giáo Nguyễn Việt Cường, giáo viên chủ nhiệm bộ môn toán. Cô giáo Nguyễn Thị Bích, giáo viên bộ văn hóa, đề nghị chúng ta sẽ bằng ba tay.
cô giáo Phạm Thị Trừ, nguyên giáo viên của Quân Trinh. Thời gian đã thấm thoát thôi đưa, chia tay mẹ bạn ở những vừa hôm qua, 35 năm đã rời xa, giờ đây ngoài lại, sắp già còn đâu, hà này hẹn gặp lại nhau, thầy chưa trường cùng bạn đâu. Vâng, lời hẹn ấy, hôm nào, hôm nay đã thành hiện thực. Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy tận hưởng thời gian quý báu cuộc buổi gặp mặt cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa để hàn huyên tâm sự sau 30 năm rời cách xa mái trường thân yêu. Cách đây 5 năm tại khu du lịch đảo Cửa Lò, một ngày hè Phượng Đỏ, chúng ta đã tổ chức hội ngộ kỷ niệm 30 năm. Cuộc gặp đó tuy chưa đông đủ nhưng để lại bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ trong mỗi chúng ta. Hôm nay trong không khí phấn khởi tại khu du lịch đảo Chè, mảnh đất quê hương yêu dấu, khắp mọi miền đất nước, chúng ta lớp 12A tổ chức họp mặt với chủ đề 35 năm một chặng đường, vô cùng xúc động và đào dân biết bao xúc cảm, nhớ nhung và hoài niệm. Xin nồng nhiệt chào đón các thầy, các cô cùng toàn thể các bạn học sinh với tình cảm sâu nặng thầy trò, một tinh thần trách nhiệm với lớp, dành tình cảm thời gian quý giá về tham dự và chia sẻ niềm vui sum họp trong ngày hội ngộ trang hòa hôm nay. Với lời chào trân trọng nhất, xin gửi đến thầy cô và các bạn người thân sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, chúc tập thể lớp 12A lớn mạnh. Lớn mạnh không ngừng. Nhưng nhọc mà quên, dân chính thanh chương ơi lại càng thêm nặng tình. Từ ngày tốt nghiệp đến nay, 35 năm mọi người giờ đây đã lên trước ông, trước bà, nhưng gặp nhau lại đây vẫn sống như ngày xưa. Tưởng như hôm nay là ngày cuối khóa của năm 35 năm về trước. Kính thưa các thầy, cô giáo, các vị, chúng em thật sự xúc động khi gặp được các thầy cô sau bao nhiêu năm xa cách. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo đã dành sự thật quan tâm và những tình cảm đặc biệt cho chúng em. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng các thầy, các cô vẫn cố gắng tới đây để chung vui ngày gặp mặt hôm nay. Chúng em xin gửi tới những lời cảm ơn trân trọng vì tất cả sự tận tụy, dạy dỗ, dìu dắt của các thầy cô trong những năm chúng em học tại trường cấp 3 dân chủ Tây Dương. Giờ đây chúng em tuổi sắp thượng lục niên, trải qua nhiều trải nghiệm nhiều hơn nữa trong cuộc đời, chúng em mới hiểu sâu sắc thế nào là công lao của thầy cô. Cả cuộc đời đã cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho nghề dạy học và nghề cao quý nhất. Dàn những ước mơ cho những hành trang vững bước tương lai. Hoa nắng lung linh reo vui tà áo trắng, hình bóng thầy cô vẫn trên bục giảng. Bao bạn bè sẽ nhớ mãi không quên lời thầy cô ta khắc mãi trong tim. Giờ phút này là chúng ta di chuyển từ đảo Chè, huyện Thanh Chương xuống thị xã Cửa Lò. Chúc các bạn an toàn. Lớn mạnh không ngừng, những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Dòng sông xanh vươn ngọn sóng khơi xa, câu dân ca nặng tình quê nhà. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới chỗ quê hương đất nước rạng ngời. Trường yêu ơi, mai người sáng tương lai ươm những mầm xanh lớn mạnh không ngừng. Những bông hoa đang tỏa hương khoe sắc cho những đàn chim tung cánh muôn phương. Câu dân ca nặng tình quê nhà. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới chỗ quê hương đất nước rạng ngời. Trường yêu ơi, ta tự hào đi tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình chờ đến cái ngày là cũng nao nao hồi hộp, chờ lâu lắm rồi. Đến được ngày này thì được gặp được lại thầy cô, bạn bè thì không có gì là vui bằng. Trong tâm trạng của mình chứ không phải là mình trẻ lại được 10 tuổi. Đấy, thì một ngày này nói chung là trong cái nó không tả được nỗi niềm vui để gặp lại bạn bè thầy cô. Thì mong một cũng là chúc tất cả các thầy cô, bạn bè cùng gia đình nhiều sức khỏe và có nhiều lần mình gặp lại như thế này nữa. Tôi mong càng ngày càng thời gian càng trở lại đi để mà ta hàn thuê được nhiều, đúng không các bạn? Lòng chưa dần biến thiết tha, như bạn bè, như mái trường xưa.
sân trường. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Từ đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa mưa rơi ngâm đầy nắng vàng, và những chiều mưa tan bước trên đường xưa. Ngày xưa đó thật sự ra thì mình cũng quá xúc động đi, vì tập thể, vì lớp á, thì cái ban liên lạc, ban tổ chức của mình là quá nhiệt tình, và tất cả các bạn thành viên của lớp á, mọi người đều hợp tác vui vẻ và nhiệt tình, vì rất nhiều thứ, chẳng hạn như là gọi điện liên lạc và tổ chức tất cả các cái vấn đề về sinh hoạt của cái họp lớp hội khóa này. Từng năm tháng trượt hiện trong ký ức về xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta. Thì rất háo hức những ngày do thời tiết nắng nóng, tuy là thời tiết nắng nóng nhưng mà cũng rất háo hức chờ đợi hàng tuần hàng tháng rồi, cho nên là hôm nay là lớp tổ chức thì cảm thấy là nó rất hùng hồn và sống lại được cái tuổi thơ của những năm đã còn ngồi ghế nhà trường. Thì thay mặt lớp thì bạn Hùng cũng xin cảm ơn các thầy các cô, thì cảm ơn các bạn cũng đã về hội tụ để là sống lại những cái ngày tuổi thơ, là cảm thấy là bạn rất vui sướng và sống thêm tuổi đó, để con có những cái khóa tiếp theo để con được gặp nhau hơn nữa. Thì tinh thần là mong các bạn là chia sẻ để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, bởi vì ngày ra trường thì cho đến thời điểm 35 năm nay thì có những bạn ở xa và những bạn ở gần cũng có thể là họp mặt được, thì cứ là tổ chức là 5 năm một lần thì được là các bạn tập trung về đầy đủ là trong cái ngày hội tụ năm nay. Thì bạn Hùng là cảm thấy là rất vui và rất thường, thì xin chúc mừng là các bạn cùng các thầy các cô xin hết. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy, bao bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp, giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Từ đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa mưa rơi ngâm đầy nắng vàng, và những chiều mưa tan bước trên đường xưa. Ngày xưa đó trong